Tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống Covid-19 sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, phải thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Tinh thần mở cửa, lo làm ăn, kinh doanh nhưng không được chủ quan. Về vấn đề thu tiền, xét nghiệm còn có nhiều ý kiến khác nhau. Thủ tướng đề nghị văn phòng chính phủ chủ trì cuộc họp với Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm đến nay là 1.059, tổng số người khỏi bệnh là 893, số người tử vong do... Đoạn qua huyện Hoài Đức, Hà Nội, một xe bồn chứa 15 mét khối nước, bùn thải, xe còn lại chứa 2 mét khối phân, bùn để phốt. Cách đây một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức cuộc họp liên ngành để ngăn chặn tình trạng đổ trộm chất thải trên đại lộ Thăng Long. Hy vọng vấn nạn như nhố này sớm được giải quyết với chế tài nghiêm khắc hơn nữa. Ủy ban châu Âu vừa ra tối hậu thư liên yêu cầu chính phủ Anh rút lại dự luật thị trường nội địa, nhấn mạnh Liên minh châu Âu EU sẽ không do dự sử dụng luật pháp nếu yêu cầu này không được đáp ứng. Tuy nhiên, chính phủ Anh khẳng định sẽ không rút lại dự luật này. EU và Anh vẫn còn những bất đồng đáng kể về thỏa thuận tự do thương mại, nhưng hai bên đã nhất trí nối lại đàm phán trong tuần tới. Hôm nay kỷ niệm tròn 19 năm xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ. Nước Mỹ đã bước những bước đầu tiên ra khỏi vũng lầy chiến tranh kéo dài nhất lịch sử quốc gia này tại Afghanistan. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn phức tạp, lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ 11 tháng 9 tại Mỹ vẫn không thay đổi. Cách đây một năm, trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ 11 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quân đội Mỹ đang thực hiện một chiến dịch tấn công quân sự lớn chưa từng có nhằm vào Taliban, một lực lượng cầm quyền tại Afghanistan 19 năm về trước, vốn bị cáo buộc bao che cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Tuy nhiên, mọi thứ năm nay đang dần thay đổi. Tháng 2 vừa qua, Mỹ đã đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Taliban để nhóm này cam kết không để Afghanistan là mảnh đất dung dưỡng khủng bố, nuôi dưỡng Al-Qaeda hay tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Cơ điện Hà Nội tuyển sinh hệ chính quy, hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, sinh viên học tập trên hệ thống đào tạo trực tuyến. Đào tạo trình độ cao đẳng thời gian đào tạo là 3 năm, trung cấp thời gian đào tạo là 2 năm. Các ngành nghề thiết kế web, lập trình máy tính, quản trị mạng, kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử. Đầu vào tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Chương trình đào tạo rất phù hợp với người đang có việc làm muốn học nâng cao trình độ, bằng cấp để có cơ hội phát triển vị trí việc làm cao hơn. Người muốn học chuyển đổi nghề, người không có thời gian học tập trung tại trường và các bạn trẻ muốn học văn bằng 2. Liên hệ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, điện thoại 0243 792 1597 hoặc 098 164 8876, website tuyển sinh.codienhanoi.edu.vn. Chồng em công việc suốt ngày đêm, ăn ngủ thất thường căng thẳng cũng triền miên, hoặc thở dạ dày đau từng cơn, phải làm sao đây? Vợ cho lo anh đã đi gặp bác sĩ được kê ngay thuốc dạ dày trước khi trung hóa, xịt bao phủ niêm mạc dạ dày sẽ ngay uống liền, cơn đau giảm đi, trào ngược ở nóng buồn nôn giờ đã dịu. Đau dạ dày là có ngay chữ Y, thuốc dạ dày chữ Y. Đau dạ dày là có ngay chữ Y, thuốc dạ dày chữ Y. Thuốc dạ dày chữ Y, thuốc dạ dày chữ Y. Thuốc dạ dày chữ Y yêu ma treo, thành phần amagat 1 gram, giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng yêu ma treo cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yêu ma treo, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Ích tiểu vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang. Từ đây tôi thôi lo lắng tiểu xón, tiểu nhiều lần vì đã có Ích tiểu vương. Ích tiểu vương hỗ trợ giảm tiểu xón, tiểu nhiều lần. Ích tiểu vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ cải thiện rối loạn chức năng bàng quang. Từ đây tôi thôi lo lắng tiểu xón, tiểu nhiều lần vì đã có Ích tiểu vương. Ích tiểu vương hỗ trợ giảm tiểu xón, tiểu nhiều lần. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thành phần từ thảo mộc giúp cho khí huyết lưu thông. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phù là cao e, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giúp giảm đau vùng kinh. Phù là cao e, ngày ấy thật dễ dàng, thật tươi vui. Phù là cao e, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giúp giảm đau vùng kinh. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dòng chảy sự kiện. Dòng chảy sự kiện.
và các bạn, chỉ trong 2 ngày qua tại Hà Nội đã có 3 vụ nhảy lầu xảy ra. Nạn nhân đều là những người còn rất trẻ và đã tử vong ngay tại chỗ. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, nhưng dư luận thì đang bán tín bán nghi, liệu đây có phải là những vụ tự tử? Vâng, thực tế thời gian qua đã có rất nhiều người quận trí tìm đến cái chết bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng đáng báo động là phần lớn trong số đó lại là các bạn trẻ. Những cô cậu học sinh có thể tự tử do áp lực thi cử, do không đáp ứng được kỳ vọng từ bố mẹ, hay là thậm chí từ những mâu thuẫn nào đó khiến các em xấu hổ không thiết sống. Các bạn trẻ hiện nay còn có thể tự tử vì bị ngăn cấm trong tình yêu, hay là bị bôi xấu trên mạng xã hội. Và đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 quét qua đã khiến rất nhiều người lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu, càng làm cho các vụ tự tử có chiều hướng gia tăng. Vâng, có thể thấy rằng là con người trong xã hội hiện đại ngày nay đang phải chịu quá nhiều áp lực. Những áp lực đó đã khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm. Những cái tổn thương tâm lý kéo dài không được đồng cảm, sẻ chia đã dẫn đến những kết cục đáng buồn. Giải pháp nào giúp chăm sóc sức khỏe tâm thần trong xã hội hiện đại là câu chuyện sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với khách mời quý vị khán giả. Vâng, thưa anh ạ, theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai đối với cái lứa tuổi từ 15 đến 29 tuổi, chỉ sau tai nạn giao thông. Vâng, đây cũng là cái thực trạng đang diễn ra ở nước ta. Thưa anh ạ, từ bao giờ thì cái câu chuyện tự tử lại được bình thường hóa như một cách để giải quyết mọi vấn đề của các bạn trẻ như vậy ạ? Theo quan điểm của tôi thì về mặt sinh học, cuộc đời của chúng ta cũng đều phải trải qua một số những cái giai đoạn khủng hoảng. Ví dụ như là ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 này, khủng hoảng vị thành niên, hay là cái giai đoạn khủng hoảng trưởng thành nghề nghiệp, hội nhập nghề nghiệp, cũng như là cái giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị nghỉ hưu. Vì vậy nếu mà thi thoảng có thoáng qua những cái ý định tự tử thì cũng không phải là bất bình thường. Nó là một cái phần của cái quá trình phát triển bình thường, đặc biệt là trong cái giai đoạn vị thành niên, khi mà những cái người trẻ đang tiếp cận